này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ suý cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay á, Happy với lại Lá với chị Banda sẽ cùng trốn thoát nha. Trốn thoát khỏi cái khu rừng này, các bạn có thấy Happy với Lá mặc đồ y chang nhau không? Y chang. Rồi sao giờ chúng ta sẽ đi vô đây nha. Đi vô. Vô người ơi. Trời, mới có 5 người vậy. Kìa, một đống người luôn kìa Lá ơi. Chuẩn bị nè. Cái gì? Rồi, chúng ta có 8 người. Không phải có vô rồi. Leo qua hàng rào. Cái gì vậy? Tự nhiên leo qua hàng rào. Oh my god, Lá ơi. Nhìn nè, bây giờ chúng ta đang bị kẹt trong một khu rừng. Ủa sao có 5 người vậy? Ai biết đâu. Trời ơi. Ua Lá gì? Oh no, cái ông này là ông thợ cắt tóc nè. Sao mấy cây kéo ông đi cắt hàng rào vậy? Oh my god. Oh no. Ủa sao Lá? À, hình như là ông này ông là thợ cắt tóc, nhưng mà ông không có cây đèn pin á, để em gọi vô ông không biết đường ông cắt hả Lá? Thêm đi kìa. Nên bây giờ á, Happy với Lá với chị Banda sẽ cùng đi tìm đèn pin để rọi vô mắt ổng nha. Ok. Để cho ông sáng mắt để ông cắt tóc cho dễ. Lại là ông có cắt, ông bị nghiện cắt á, mà ông cắt cái hàng rào. Với lại tóc của ổng nè, ông là thợ cắt tóc, nhìn vô cái là biết thợ cắt tóc là lâu năm rồi đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta có rất là ít người luôn á Lá ơi. Anh là hơi bị khó đó nha Happy. Thử sổ ai rồi. À! Một con quái thai. Nhấn cái nút. Rồi sao mày sao nữa? Wow. Hai con này mắt nó bị gì vậy ta, ghê quá Lá ơi. Oh my god, nó sợ quá Happy ơi. Hình như là nó sẽ đi heo để nó giám sát mình, nó Lá nó nhìn mà chuyện này sẽ mình... vui lắm đây. Nên mình phải bịt cái gì ta, cái thùng giấy mà nó cho mình đó Lá. À nè, khi mà mình gặp tụi nó là mình phải bật cái thùng giấy. Mình có 2-4 người à. Ủa ý là có 4 người thì hai Happy đang điếm á. Vì điếm là 2-4 á, cái Happy nó 2-4 người. Oh my god. Tìm được một cục rồi. Yay. Đi lại kia gắn đi má. Ok, giờ lấy đi lại kia gắn. Sao chị Banda đi nhìn nè, khuyết tật của ta. Ủa không, chị Banda Happy không có gì. Ê Lá là đây nè, một đống luôn nè. Không, để Lá lại. Ôi mày có. Mà Lá đâu thấy Happy được mà. Lá thấy chị Banda nè. Happy lụm được 2-4-6 cục luôn á. Ủa Happy không đợi. Nè chị Banda, kêu chị Banda lại đây đấy nè, chị Banda. Cho chị Banda lấy. Nó làm sao kìa, trầm lại Lá ơi, trầm lại. Ôi chị Banda. Chị Banda đã bị bắt rồi. Ôi không. Tội nghiệp chị Banda quá Lá ơi. Ôi không. Lấy đi kìa. Ôi ê, đây một đống luôn nè. Không mày có một đống luôn. Happy lượm được tới 9 cái luôn nè. Happy lượm được tới 9 cái luôn. Oh no. Trời ơi, nó đẩy cái thùng lại mà. Wow Lá quá trời luôn. Trời á. Là giờ có một mình Happy sống sót rồi đó. Ủa mà Lá có đẩy lại cái thùng mà ta cười vậy? Không, Lá đẩy là nó như mày vẫn bắt được Lá. Chị ngộ Lá phải ta. Vừa Lá phải giờ né nó vừa kiểu vừa chùm cái hộp nó vừa né nó hiểu không? Ừ đúng rồi, kiểu cho mặt này nè thấy không? Ấy nè. Trời nãy giờ Happy để cho á. Ôi sao nó tính nó dừng lại, nhìn hài quá. Nó bị còng lưng kìa Lá ơi. Nghe nó nó bị còng. Ô mà nãy Happy chùm lại nó không thấy gì luôn á. Dĩ nhiên Happy đâu giống Lá đâu, chùm là một cái là phải đứng trước mặt nó chùm. Còn này là Happy chỉ diệt là đi diệt biến hình thôi thấy không. Ôi trời. Rồi, oh no, bây giờ là chúng ta chỉ còn tờ. Không biết đi tìm, nó làm gì vậy? Mày này nó làm gì nè, wow quá. Thèm lắm. Mày nói như là không biết chơi. Thèm, ơi, chắc bạn nó lậm được mấy cục này chắc cũng đem giấu cho người không? Đúng rồi, không dám cất, không dám mà mình đi gắn. Thấy rồi nè, ui là trời. Ừ, đúng rồi, Lá qua đi. Happy gắn luôn á. Nó qua cái sông đó, là bị chết, nhưng mà hơi bị nhiều luôn á, Happy. Happy gắn luôn á. Thấy không, nó giấu trong hẹp, Happy vẫn thấy rồi. Wow. Giờ Happy nó chạy như bị bệnh vậy. Trời ơi. Ờ, tất cả chi. Đi ra kia chơi. Ờ, tất cả chi. Cái đồ hay là tất cả chi. Ê, cái cục này em đây nè. Ờ, tất cả chi. Ở đây có tổng cộng 2 cục. Ờ, tất cả chi. Rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ cúp lên đây để chúng ta bỏ cái bóng đèn vô đây để cái ông kia ông phát sáng, ông bùng nổ. Ờ tơ cà chi. À! Sao nó tìm cái đó.
Oh no 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 Happy đứng đây mà nó đứng đó. Ok. Happy gắn tem luôn á trời ơi. Cái bạn đó bạn không biết là bạn làm cái gì luôn. Wow. Là nó không biết chơi luôn á Happy. Khoan khoan. Happy sẽ đi từ 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 từ. À đúng rồi nha Happy ơi. Thấy không? Ui nó thấy nó dương dài. Ở nó dành lời kìa, đừng có nhìn qua đây, đi ra kia chơi. Hả Happy ơi. Ơi tính ra là Happy gắn luôn á. Mày có nó sợ quá à. Tính ra là Happy gắm mọi người luôn á. Ờ tính ra chị Banda mới vô, chị Banda chết luôn. Ơi vô nó đuôi đã luôn á Happy. Thiệt hả, chạy bằng cách nào? Đó là Happy lên xe á. Đã. Wow, thì ra là vậy à. Ơi nó có vô đây nó dí mình, nó cho mình chạy xe. Ơi nhưng mà chắc mình... Ơi mình lấy xe ra ngoài được không? Để Happy chạy thử nha. Happy chạy thử ra ngoài. Không là được. Ai thôi lấy xe màu đỏ đi Happy ơi. Mình đi ra kia chơi. Mình không có. Xe màu đỏ kìa Happy. Ơ thấy nè Happy màu kìa, 2, 3, 4, 5. Ui nó thấy 2, 3 cái cục kìa. Mình lá xem Happy, lá xem Happy đi. Ừ. Lên lên đừng, đừng có bỏ Happy nha. Đừng có bỏ xe gì khác nha. Ui nó thấy quá trời luôn kìa. 1, 2, 3, 4 luôn. Đây rồi, đây rồi, đâu vậy? Ừ, tôi cà chi. Trời ơi sao mà chết rồi ai ngợm rồi. Đúng là tài. Các bạn ơi, chưa vậy hết, chúng ta đã ngợm rồi, chưa chinh phục được cái khu này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô chơi lại nhé. Đúng rồi. Rồi xong rồi Lá ơi, bây giờ chúng ta tiếp tục vô cái khu rừng này Lá. Rồi xong lần này là chúng ta có tới 11 người lần nè, wow. Yeah. Rồi sao ông này ông giữ các hàng rào tiếp nè. Bây giờ chúng ta phải đi tìm cái đàn pin khác để rọi vô mặt ổng. No, ông ơi, cái kéo của ông đúng khổng lồ luôn á. Hello. Tại cái tại cái tại cái tại làm cái gì làm gì. Mommy, you say monster shot gì? Tôi chắc chắn nó chỉ là trí tưởng tượng. Ủa Happy ơi, cái đó là monster chứ mommy gì? Lập lộn ok bạn. Yay, và cánh cửa thần kỳ của Doraemon xuất hiện. Ở cái ông kia mắt cũng bằng nè. Rồi. Gần. Nhớ hồi nãy ông Happy điếm á, mẹ Happy đọc là 2-4 người. Chị Banda tông vô cái tường đi thẳng luôn. Ông thẳng vô tường. Ờ tôi cà chi. Chị Banda chơi giỏi lắm á, tại nó không biết á. Chị Banda chơi rồi chị Banda đi tông vô tường không á. Chị Banda bắt cô bị nhiếp bà nhò đó đừng á. Đừng có thường nhiếp giò đó. Nãy giờ Happy đi, Happy dặn mấy cái bóng đèn của nhỏ này hết luôn á. Nhỏ này nó chạy a đi. Chị Banda lụm được cái bóng đèn ra. Happy dễ thương. Happy lụm hết không cho nhỏ nó lụm luôn. Lụm được 9 cái nè. Chúng ta mới được có một cái vậy. Ít thế nhỉ. Oh no, bây giờ là Happy gắn tem luôn á Lá. Ôi sao nhiều quá. Kìa nữa kìa, trời ơi Happy làm được quá trời luôn nè. Chuẩn bị nè. Phương bay nè. Tèo 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 tèo. Happy gắn luôn á trời ơi. Ơ giờ lái được cái xe ra ngoài rồi. Nhưng mà không có lái được cái chỗ này, nó làm chặn à. Đây. Tức dễ sợ. Otokachi. Ơ Otokachi chứ Otokachi Otokachi. Hát gì mà đâu. Ơ nó kìa. Kim chi Hàn Quốc. Quan trọng không phá. Gạch ống nè. Cô Cẩm Lan cầm gì để phan. Gạch ống. Cô Cẩm Lan kìa Lá. Cô chơi chi bà. Quan trọng không phá. Oh no, cái bạn này đã bị bắt rồi. Bây giờ Lá mất này rồi mới có một cục thôi á. Ơ con này bị cầm lưng hay gì mà đi, cái người nó có bị gì quá. Cầm người mà lưu quá hả? Người nó bị dị tật á. Ừ đúng rồi. Nghiệp quá à. Đó. Kìa nó bị cầm lưng cái gì. Dí hay bi hay gì. Chạy rồi. Chị Banda đâu rồi? Chắc chị Banda bị bắt luôn hay gì vậy? Ừ. Ê ai chạy xe ra ngoài luôn này Lá. Ủa vậy luôn. Ơ Lá lễ nhưng mà không có ấy qua cái vạch được. Ừ đúng rồi, chặn cái này là không cho mình chạy ra. Cay nhờ. Buồn đó. Bạn Lá nè bay. Happy hết sai á. Tiền hai chú mày. Buồn lá mẹ bay.
Buồn làm chi em ơi? Panda cu đâu rồi? Panda cu ta. Cô Cẩm Lan. Cô Cẩm Lan kìa lá ơi. Cô Cẩm Lan. Đi 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 đi. Đây là dụng nó cái. Không đi luôn, nó bị mù rồi. Thôi đi đi cắt tóc nàng. Tính ra mày không biết gì, mày không biết gì luôn. Heo đi lại bé thêm bị tổng hẳn như người nữa. Ủa cái cục đó đâu rồi, lé gì mày đi cắn nè. Ơ con quỷ. Ơ con sợ con bà. Ơ nó kìa. Nó kìa, nó kìa. Panda cu tu kìa. Panda cu tu. Panda cu tu. Ơ nó bị gì kìa. Là con yêu chân hàng trên đầu nó mới cắn ra. Đi từ từ ơi, từ từ thôi chị Panda đâu rồi. Chị Panda. Thôi không có chịu ra còn sống sót trong cái địa ngục trần gian này. Chui vô cái kẹt trần gian. Địa ngục trần gian. Chui vô cái kẹt. Không được đâu lá, thôi đi 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 đi. Mò được từ từ thôi, mò từ từ thôi. Chui vô cái kẹt nè. Mò từ từ thôi bà già. Lá chui vô cái kẹt rồi. Mò từ từ thôi đi heo bây. Ok. Phan xa phúc ta. Chị Panda tự ơi tự bà Da này, bà không dám đem cất cái đèn vô nữa thiệt chứ. Bà Panda đâu lắm phải. Sao con này nó cứ cầm meo mà nó nhỉ. Ê chị Panda kìa, rồi xong luôn chị Panda. Rồi chị Panda. Panda Pupa. Chị Panda quá, chị Panda ngỡ mà nó ơi. Ủa nó tìm cái đường bí mật này Hebi. Hả? Xuống đây, xuống đây. Nè. Đâu? Nè vô đây. Oh my god. Đi ra vậy. Đi gặp nó mình tông vô nó tông heo mình luôn. Nè chưa xuống cái này. Ê nãy giờ không ai tìm gì luôn á. Vẫn còn 17 cái luôn nè. Còn y nguyên. Xưa 17 y nguyên. Ôi lá. Nhưng mà lá không tìm được ấy Bi đâu. Em Bi đem đi lửa cái chỗ bóng đèn. Em Bi gắn bóng đèn vô. Không thấy em Bi luôn á. Em Bi có đi qua. Em Bi thấy cái cây không? Không. Cây sao? Ơ con quỷ kìa phan xa phúc ba. Cô Cẩm Lan cầm gì để phan? Cách ống. Phan xa phúc ba. Thấy cái cọc nè. Đâu? Đang ở trong cái cống. Dài. Lá à, bây giờ nó làm được bao nhiêu cái rồi đã. Làm được bao nhiêu cái hai. Rồi. Hả? Hai cái. Ừ thì đi gắn đi. Hebi tìm được hai cái luôn nè. Nè nó đang gắn nè. Rồi gắn rồi đó. Còn ba cái nữa. Còn một cái nữa thôi á. Ủa hai cái thì còn ba cái nữa chứ má. Còn hai cái nữa. Lá cải Hebi không? Upa. Lá cải hay bây giờ còn hai cái. Em có mấy cái? Còn có một cái. Một thôi. Cái. Cải hay không? Vậy mà đi cải hay bây. Anh xong. Rồi xong rồi. Chết rồi. Lá vừa thấy một cách ở. Cảm thấy gì? Bị ngỡ bây giờ. Bị ngỡ rồi. Nha, giờ lá sẽ đi tìm một phục nữa. Ừ. Nhưng mà nó đâu đâu. Anh xong Pupa. Kim chi hạt lên. Kìa hên nó lù lên kẹp lá. Ê ê nhảy xuống liền xuống liền. Tông như con đó là lá ngậm á. Ủa đâu có. Giỡn á, đi vô cái kè, đi vô cái khe, đi vô cái khe đó, đi vô cái khe. Khe nào? Khe này đâu vô được. Ồ vậy hả? Ở đâu có chứ. Nãy Hebi vô đó Hebi tìm không có. Cái đó đâu được má. Hebi lấy rồi, Hebi lấy hết đó rồi. Ê Hebi thấy kìa, bên ngược lại, bên ngược lại, bên ngược lại. Hebi thấy nó kìa. À thấy kìa, thấy kìa. Kìa. Nhưng mà cái đường này rất là mạo hiểm đó lá. Ok. Nãy. Ê nó kìa, đây đầm lại, cầm lại cho nó. Rồi vừa chùm cái nó vừa chạy ra. Vừa chùm nó vừa đi từ từ, vừa đi từ từ thôi, đừng có mở hộp nó liền nha. Ừ đúng rồi, đi từ từ thôi. Kìa nó thấy cục kìa. Anh xàm phúc ba. Kim chi hàng quá. Thấy không, hên á Hebi. Rồi đi vô cửa màu tím đi. Nhưng mà cái này lá phải mạo hiểm, nó lá phải nhảy lên mấy cục đá nha. Tại đó có biển á. Và dưới cái biển nó có những cái con mà nguy hiểm, sinh vật nguy hiểm lắm á. À cái bàn tay á đúng không? Ừ nó kéo được. Kéo lá xuống. Rồi chuẩn bị không thấy, đừng có chùm hả, chùm lấy nó vẫn chết. Rồi vừa đi đi nhanh lên nha, lá lụm được hai cái. Lên cục đá, lên cục đá nhanh lên. Gần quá. Rồi đi ra. Ở nói chuyện với nó đâu cũng hỏng quá à, thấy không? Thì lá phải tìm cái bàn chải đó. Ủa nó đâu, nó đi hả? Không, nó đang gần đây á. Lên lá thấy rồi đi. Cút nhanh lên. Nhanh lên quá. À, mừng quá, cuối cùng cũng đã thắng. Và thôi mấy bạn ơi, ngày hôm nay Hebi với lá đã tìm xong mấy cái đó rồi nha mấy bạn. Nhưng mà ngày hôm nay chị Panda là người chết đầu tiên. Yay. Nên Hebi vẫn sống với lá nha. Ok, và nếu như mà các bạn thích Hebi với lá soi đèn pin cho ông đó chú kẹo với đạo đó cấp thấp thì hãy nhớ like share cho mình nha. Và bây giờ chúng mình mới vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ,
không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.